Nữ tài xế tự lùi xe, tông trúng vào xe người khác, ngang ngược, bắt người khác phải bồi thường. Một nữ tài xế đang lùi xe, sao nữa đây? Kinh, đã có một qua chậm nhẹ. Rồi, nữ tài xế bước xuống xe rồi. Rồi rồi, mới xong rồi. Sao tôi gãy? Sao phải xuống, tôi đi đi. Em đi, em lùi xe vào đấy em ạ, không phải anh đâm đâu. Em lùi xe vào. Em lùi xe vào á? Đúng rồi. Anh lấy lại đi. Anh mở camera hành trình cho em xem được. Anh lấy lại đi. Đã có những lời lẽ yêu cầu nam tài xế phía sau phải đền bù thiệt hại cho mình. Cái gì vậy anh ơi? Em đi em lùi xe lại. Nam tài xế cố gắng camera hành trình sau đó cũng bước xuống xe để nói chuyện thoại trái với cô gái này. Sau một hồi phân trần, nam tài xế bảo rằng trên xe của tôi có gắn camera hành trình. Và sau khi nghe có gắn camera hành trình, nữ tài xế dường như có vẻ rén lên xe và rời đi. Sự việc này được cho là xảy ra ở trên một con phố của Hà Nội. Còn đây là một trường hợp khác ăn vạ cực kỳ bẩn. Một chiếc ô tô có gắn camera hành trình đang di chuyển thì đột nhiên có một chiếc ô tô con khác cúp đầu chặn đường, hỏi rằng có phải xe của em vừa vẹt vào xe của anh hay không. Tài xế trên xe có gắn camera hành trình trả lời là không và bảo rằng trên xe của tôi có gắn camera hành trình. Không, đây có camera hành trình đây. Người đàn ông nghe trên xe có gắn camera hành trình, cảm thấy không ăn vạ được thì lên xe rời đi ngay lập tức.